luôn anh em nhá. À, hôm nay em Quân họ Mi lên hình để thanh lý cho anh em mà em họ Mi này các bác nhá. Đấy, em này thì chân tay móng mỏ đầy đủ này. Chim không ngoái ngửa khàn khê gì cả và chim bộ to. Đấy, bóng bộ rất là đẹp các bác nhá. Có điều là không biết là do vận chuyển hay là bây giờ do em cho đậu cái cầu nhỏ này thì cái móng sau của nó không ôm cầu lắm các bác nhá. Đấy, bây giờ em đang cho đậu cái cầu mà bằng ngón tay út này của em thôi. Đấy, về anh em có thể chăm lại này hoặc thả vi hoặc là anh em có thử cho cái cầu nó to hơn chẳng hạn. Đấy, cầu thuốc để cho nó bậu. Đấy, còn bây giờ em thấy thì không biết là do vận chuyển hay sao nhưng mà cái đầu móng của nó là hơi sưng lên một chút và nó không ôm cầu lắm các bác nhé. Đấy, nếu anh em nào kết thì có thể nhắn tin em sẽ chụp ảnh nó cận cảnh hơn cái móng sau để cho anh em mình xem. Đấy, còn con chim thì rất là thuần các bác nhé, chơi hót rất là tốt. Đấy, em treo đây hót mình là không có chống mái gì cả các bác nhé. Đấy, mời anh em nhà mình xem này, chiêm ngưỡng em chim này. Đấy, rất là thuần, bóng bộ to đẹp nha các bác nhá, bộ to như khiếu luôn. Đấy, em mua em này thì giá cũng rất là cao. Đấy, nhưng mà về vận chuyển về thì thấy chân chiếc nó như vậy nên em lên hình để thanh lý cho anh em. Đấy, chim thì thuần, nó tốt, thoải mái xách tay đuôi lá vàng nha các bác nhá. Em này cực kỳ đẹp luôn các bạn. À, em sẽ treo đây để em cầm máy quay em quay rộng ra để cho anh em nhìn thấy là nó chỉ treo một mình thôi nha các bác nhé, không có chống mái gì bên cạnh cả. Đây. Đấy, em sẽ mở rộng ra cho anh em xem. Nhà em thì không thể tách hoàn toàn tiếng mái ra được bởi vì nhà em là buôn chim nên nhiều chim nên lúc nào cũng có mái. Nhưng mà em không treo chống mái thì bên cạnh nha các bác nhé, để em quay rộng hẳn ra cho anh em mình xem. Đấy, không treo một chống mái gì bên cạnh là treo ra, buổi sáng treo ra nó tự hót. Và chim thuần, hót tốt bộ to các bác nhá. Em này phải gọi là siêu mỏ luôn các bạn. Đấy, về mặt thẩm mỹ thì nó không ảnh hưởng gì đến chim bởi vì là móng miếc nó vẫn đầy đủ. Chỉ có điều là nó không ôm cầu lắm thôi. Để nó sưng lên đấy các bác. À đây, em zoom luôn cho anh em mình xem được này. Đấy, các bác thấy không? Cái móng này nó hơi sưng lên một chút, móng bên kia cơ, nó nhảy lại. Để em đuổi cho nó nhảy lại một chút nhá. Đuổi nó không chạy các bạn. Đây, cho anh em xem. Nó em mời các bạn. Đấy, như này không biết các bác có nhìn rõ không này. Đấy. Cái móng nó không được ôm hẳn vào cầu nhá, bởi vì cái đầu móng nó hơi sưng lên một chút các bạn. Nhưng mà chim thì hót kinh khủng khiếp luôn các bác nhá. Móng bộ to đẹp, thuần. Đấy, đầu mặt móng bộ đẹp. Em này bộ to các bác nhá. Đấy, dáng dấp cực kỳ đẹp. Em này em mua giá cao ở trên bản bởi vì là khi em lên chợ em bắt thì em này là bắt ở trên 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 giàn nha các bác nhá. Chuyển về thì nó vào cái hộc thì không biết vào hộc hay là do làm sao mà cái móng nó hơi sưng lên một chút đằng sau. Đấy, nên là nó không ôm cầu lắm. Thanh lý cho anh em để anh em chơi nha các bác nhé. Này thì móng miếc vẫn đầy đủ các bác nha, không thiếu một móng nào cả, không lỗi ngoái ngửa khàn khê gì cả. Siêu mỏ luôn, hót cực kỳ tốt các bác nha. Thank you.
này thì anh em nếu anh em nào mà biết thuốc hoặc là biết cách chăm thì em nghĩ là về anh em có thể chữa nó đơn giản thôi. Nó chỉ hơi sưng một chút. Cây đào em hay treo cho các bác xem. Đấy. Cho anh em nhìn xem xung quanh là không có chim chết gì nhé. Đấy. Chỗ này, chỗ cây mít này là có một con chim đực thôi. Đấy. Đấy. Còn đây là con sắc pháo. Đấy. Còn chim thì ở đây nhé các bác nha. Đấy. Vẫn hot rất ok. Hãy anh em nào kết alo cho em qua số điện thoại 0978 767689 nha anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.